Australia luôn có cái chỉ trang gặp vui nơi phun lên đình gặp khắp yên gặp đồng đi mức sáng đúng sập lụ sẽ xí như vậy đề gà niu à sân sân tên này cầu chẳng rạc hồng quay yên sân nhỏ lại tên này kinh thánh mang lại hy vọng sân ân để cầu rầy rèm biết rầy nghiên cứu bỏ hợp lụ idea này sân ân xin ngại nhỏ lại kinh thánh mang lại hy vọng sân ân để thao ở gặp đình phun sẽ xí cùng mày tục dược đáp tí là chạp hai lần này cơ mình dư đáp mày hãy cái UN giá rộng hay đuổi mày đuổi cơ lúc này dân kinh tẹo bím dì tẹo ngạ chạp chẳng bím dì chẳng ngạ chạp bài sẽ xin rộng này có một đường lấy ở sắp sẽ xin phú lý tỉnh gia lai ở xã Gia La huyện Chư Pư tỉnh Gia Lai xin ngã như là cái đấy như lúc râm cái nạc đi gà chi chàng đấy tao giết mày sân tơ đạc lại phùng như bị mút độc lâm quân sàng bộ imut sát cầm như vậy là sân sinh ngã dọn mẹ đội này nên như bè liên quan cái từ kinh thánh này sân kinh thánh mang lại hy vọng xin mẹ đội mày hy vọng sinh ngã dọn mẹ hy vọng sinh ngã dọn mẹ trắng mày đã hướng học bút chặt gốm bro xa mày hướng cơ clay nục nai yon kinh ngã chặt bay cả mày là bồ đoà mày hơn lần lại ở yêu đề chính của nước này yon clean là mẹ gì lẽ mà lo mò sân chính mày đuổi bồ lâu chính suy ngã tỏ như là hy vọng này chính mày bị măng gặp mày đừng mực nục huy hiệt này đừng mực nục đập nhảy này nục lẹt làn này sân mày bị măng rằng nào thì nục cần nục mọc lại ý nghĩa nục mọc lại đi sẽ sẽ duy na rê mị mà rê gặp vui đây khẳng nào mình sẽ xin đừng một thùng đoại bó xa lòng trúc khẳng này hình dài rắn có bộ ở gặp vui sân tiết nộp nặng chính Canada một thằng Mỹ tôi sẽ ai điên thẳng rạ đó nặng sân tên này như lại đó kinh thánh mang lại hy vọng này nhiều người trên thế giới đương đầu với một vấn đề khiến họ buồn rầu căng thẳng thậm chí đau đớn bạn có ở trong hoàn cảnh khiến mình cảm thấy như thế không có lẽ bạn đang chịu đựng một căn bệnh hoặc có người thân đang qua đời. Để bố xin ngài như lấy. Dì các lệ nần. Như lấy này. Xin ngài. Căng thẳng này. Thậm chí đau đớn này. Là xin ngài bố. Dì buồn rầu này. Luôn tà. Xin dình. Dì các lệ nần. Dình rồi gần. Rồi nguồn chứ. Rồi ninh nhé. Dì ngài. Dình lâm xem này rồi. Như màu. Sẽ xì. Đã quay rõ đã như vậy xin rời mọc lên mình ý nguồn xin ngạn rời ước mơ nuôi mọc lại rõ rời chẳng cả la lại rõ nần rời chẳng cả lao lại rõ nần ở gặp mình phụi để ý cầu xin ăn nhu lên nhu lo lạnh mà xin lại rời ý nguồn xin lại rời nình chính lưu rõ rời bố như là thế này người thân qua đời rời bu xin ngạn nạc nuôi rời tổ mô a yong nhu yi ở đây như xin ngạn bộ ta nhu gặp dùi ý nguyện sẽ nặng rệt lòng cái nhiều, rệt thâu thâu, đọ đọ khuôn mặt như này, rệt bụng, mỏi lõm dê, họ đọ bò lũ lại đẹp lũ này, ở đây bụng sơn, biết sẽ mày nuôi chưa khát đạp này sẽ mà, xin ngã mày hy vọng tương lai mày dần là rất là mù mịt mày một thâu, xin mày sang dình, tí nục mày sang nào cả thâu sơn dình lại lũ, ai để mù này, dọn sẽ xin như là kinh thánh mang lại hy vọng, sân mày bị măng sẽ có lại con người. Mày bị măng mày nào thì lúc này lúc đi mày mà lọ chẳng như bè vịt lúc mày được lạ mà được số ô do vậy ngạ dình cãi nghi ô cà tươi ô xin mày chẳng nào thì lúc nghi ở cái do mày vịt kia ta vịt nên dình cái lo lên nên đây mày sáng lệ làm cả ngàn sẽ xì cái lúc nào yên tin Việt Nam sẽ xì cống đung lên có yên lia nhắc lu nào tre đoạt lộc lự cống dễ như lệ cống dễ tất cả cái vịt sẽ xin lần bây giờ vịt như quân nhưng mà ngạ chặt ô xin dình rễ bộ xin ngạ nên dình clay đó idea là dính clay sẽ gì như là mang lại hy vọng xin như lo lại mấy cái bộ này có thể bạn tự hỏi có bao giờ đời sống sẽ tốt đẹp hơn không kinh thánh đưa ra lời giải đáp ấm lòng cho câu hỏi đó xin cứ di dọn chàng loạn rồi ngạ rồi chọn ta đặt như pia đó xem adre mơ rồi đó chắc adre mơ rồi đó chat adre mơ rồi đọc phi đọc đọc xăm đọc triệt rồi chọn nữa nè tôi đang rất buông chính như là đọc tốt đẹp rồi chọn như sang màu đọc tốt đẹp thế hợp rồi tôi đang rất loa do đọc phi đọc xăm đọc triệt đọc nên như ăn mới do gì
sân jing dọn lần đó dọn mu jang re re sân re tui loi dọn re roa jing sẽ xin mai roa này sinh ạ nục na yon clean like cái mai sinh ạ như này mai phung roa hồng nhu boy à mai phung bị cái đằng hồng nhu phung ngã chặt bay hồng nhu như này biết đã biết cái bút chân gom ra malayo rang like cơ phung nặng đầy gà rồi sinh ạ nu xem nu jack nuôi UN, nuôi này nuôi đi chà lần, rằng khác sẽ chính phủ thay mạng phương mai là mạng rồi, nuôi giặc nuôi xem như nó lại, xin gặp người chụp lại, đem hối, dính mai rồi sẽ xin như lại này, dọc con đường đó đó, đời sống sẽ tốt đẹp, bị đảng dân tiến lại mà giặc, xin như lo lại mà tôi gọi này, làm thế nào Kinh Thánh giúp chúng ta có hy vọng, Kinh Thánh không chỉ giải thích tại sao thế giới tràn ngập vấn đề, còn cho biết tin mừng là những vấn đề ấy chỉ tạm thời thôi mà sẽ sớm chấm dứt. Ở tương lai, Kinh Thánh hứa có thể giúp bạn có hy vọng. Làm rùm rạ như này, đọc Jeremy đoạn 29 câu 11-12. Người, những lời hứa ấy giúp mỗi người trong chúng ta đối phó vào vấn đề hiện tại, có quan điểm tích cực và tìm được hạnh phúc lâu dài. Để bộ sinh á, làm bộ lộ này, như là đó sẽ gì tràn ngập đó vấn đề, còn cho biết tin mừng. Sần dì có lời rãi ngạ, rãi ngạ. Rê như bè anh, dân chế đề rạc. Rê mang lại hy vọng của rê. Như sẵn rù rê. Sẽ gì rê tổ môn, rê vẹn dì, rê pram dì, rê mạng bòm dì. Dre plater, platak, dre mak tumbung, dre mak ter, mak tak, dre rah rah mjeh, nangim mjeh dre rah. Tok nene dre mak, tetah dre pla plai ruy, tumbung, dre serang mak ruy ya. Sen kejih klenen, ya tok jak hin kejih jang dre mak, sen di ikau. Sen merosa, tui sekop win, dre du, dre wat, bidah le at dre. Mau idea, dre tak ke idea, dre mului u, yuanya nga, jing idea jing jang. Lehnan nyeduk, jumtar dre. Nhục tôi lăng rồi gặp nịt mù xin rồi đây để câu để bố tôi ta xiêm ai thầu nhá xin ạ xiêm ai thầu dính nông lăn lẹ giang ngã mưu xa dính ai đê ai mọ ai đê nuôi nhục khắp sắc ấy tàu đoà dính lâm ai xin ạ dính ai đê đụng biết thôi ai mô rung rung răng không dì bọa nằm xin ạ xin nhục ác sắc lâm ai nhớ giang ngã dính ai mọ ai đê em muốn rung răng, xin mày đốt bên này, jing, gấp châu phung mày jing, tôi sẽ cầu bắt tôi mà, rồi kêu mong chân rồi, tao ta như bè rồi, pral chân hàn, rồi nọc bên nọc này nọc đi, những ác hình do những ngạn rồi mọi idea, xin chỗ nặng idea, đình bột idea, ý hơn lần khoa nhang su kri, ý nên hơn lần idea, ya đâu bro anh ngạn nhận đặt nàng sao, phụ nên nhiều đón nhận ấy, nhiều tin ấy, do anh mọi idea, xin nhiều, gì, lấy tiếp ấy, gì làm nào ở gần mình cũng, xin nhiều lo lắng nữa tôi cũng này. Kinh Thánh hứa về một tương lai như thế nào? Kinh Thánh hứa trong tương lai sẽ không còn sự chết, than vãn, khóc lóc hay đau đớn nữa. Khải Huyền, đoàn 21 câu 14. Rệ bộ sinh ạ. Dình nhiều hứa. Như là không còn sợ chết, than vãn, khóc lóc hay đau đớn. Xâm rệ, đi cầu rệ xiêm dọn này. Rệ bộ hứa. Idea như dình ngặt nhàng. Đúng bộp lộ nhu. Như âm mòi gạo tôi cho còn nó nạc nuôi như gạo tôi họ đâm cây bộ như sẽ gì xích nào như là thế này sẽ không còn sự chết than ván khóc lóc đau đớn nữa dình xin như pè xem nào nhé dình đoạn này như pè chẳng là đây một tí thóc bộ phải làm sao nào rồi cần tí thòm lăng lên do như ngã mò mò lọ mò cây gì ô như này lên là mò mò lọ mò cây chọc khe ô lọ mò cây sẽ gì rọt ô dì lần anh như là lầm Khải Huyền đoàn 21 có 4 để bùng sẽ sân lần cơ dì cái lần sinh ạ dì như bè đoạn dễ đời lần dễ đời ra lần để đạo ai điền để dì nuôi chắc nuôi xem ai điền như răng kia lên cơ dì này là này bạt rồi sân ai điền đúng biết hết rồi để sang một lại tìm sẽ sân ở gần này cũng sân lần nhiều lọ lách mà tôi cụ này làm thế nào để tin chắc lời hứa trong Kinh Thánh sẽ thành hiện thực này nếu người hy vọng nhưng điều tốt đẹp sẽ đến nhưng không có gì bảo đảm là nó sẽ xảy ra. Còn những lời hứa trong Kinh Thánh thì khác.
chúng ta có thể tin chắc những lời hứa ấy sẽ thành hiện thực khi cẩn thận. À, bây giờ như này, xin như này, luôn nuôi nhờ bị măng sẽ sự hy vọng là đọ điều tốt đẹp, tru cơ nhủ. Biết đã đọ nên à mò mò ô như này, biết đã sinh ra cây mò nên dìm cây ai đẹp lũ. Dìm cây ai đẹp lũ như này thế này. Còn những lời hứa trong Kinh Thánh thì khác, chúng ta có thể tin chắc những lời hứa ấy sẽ thành hiện thực. Xin ngài nhớ lại rất buồn. Xin ngài đọc bọc lộ như là cái nồi đó, có lại cái nồi đó. Có lại ai đẹp lộ như này. Bằng hình cái đau cơm toàn hàm tà. Như cảm thà dình đẹp làng lên lộ. Như bọc tách tuyển đề. Xin nâng dình có gì cái này. Có lại ai đẹp lộ này. Đông đọc bọc lộ nhiều. Như một sàng cao tụi cho. Như đốt là nào. Bịa đã bị bọc lộ nuôi. Như một mồm xe xin nâng ổ chình. Như một mồm xếp ổ. Xin gặp này chị phụ. Ở xin tên này mồm gì lẽ. Lòng đường đây có bình yên.